tiêu dùng thông minh với những nội dung đáng chú ý. Hãng thời trang Hàn Quốc dần chiếm ưu thế thị trường nội địa. Bất chấp dịch bệnh, xuất khẩu nông sản vẫn tăng mạnh. Lâm Đồng 4.000 tấn rau củ được xuất đi thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày. An Giang phát hiện số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu. Trong những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề lương thực thực phẩm luôn được người dân quan tâm hơn cả. Trong đó một trong những mặt hàng đáng quan tâm là thịt heo. Trước tình hình này, thành phố khẳng định nguồn cung đang rất dồi dào và ổn định. Tiêu điểm trong tiêu dùng hôm nay. Thực phẩm bẩn không hề là một khái niệm xa lạ tại Việt Nam, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Khi thực phẩm bẩn len lỏi ra thị trường ngày càng nhiều, vừa qua tại Hà Nội đã phát hiện gần 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ mang đi tiêu thụ. Nội dung từ biển báo đỏ tiêu dùng. Những ngày gần đây, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh các kệ siêu thị trống trơn vì lượng người đến các siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh mua hàng tăng đột biến. Trước tình trạng này, nhiều người bắt đầu chuyển qua hình thức mua hàng online. Vậy làm sao để đi siêu thị online mua được món hàng mình ưng ý? Phóng viên FBNC sẽ cập nhật những thông tin hữu ích đến quý vị và các bạn ngay bản tin hôm nay. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tiêu dùng thông minh được phát trên các nền tảng của FBNC. Bản tin hôm nay sẽ có nhiều thông tin tiêu dùng trên thế giới và trong nước đáng chú ý. Ngay sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Mở đầu sẽ là phần tin tiêu dùng trên thế giới. Hiệp định tự do thương mại Trung Quốc-Campuchia hiện đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cơ quan lập pháp hai nước và dự kiến sẽ nhanh chóng được thông qua, sau đó sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2022. Bộ Thương mại Campuchia đã nộp văn bản hoàn chỉnh lên Quốc hội để xem xét. Bộ trưởng Pan Sorasak cũng đã có cuộc trao đổi với bà Nien Saphen, chủ tịch một ủy ban của Quốc hội vào tuần trước, để lên kế hoạch về việc hiệp định có thể bắt đầu có hiệu lực sau năm nay. Ông Sorasak cho rằng khi FTA với Trung Quốc được thực thi, các mặt hàng nông sản nước này sẽ tiếp cận thị trường nước bạn dễ dàng hơn như rau, củ quả và các sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến. Ông khẳng định Campuchia có đủ khả năng để sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn mà chính phủ Trung Quốc quy định, nhờ lực lượng lao động trong ngành đang ngày có kỹ năng cao hơn. Bên cạnh đó, FTA cũng giúp Campuchia thu hút vốn đầu tư nhiều hơn, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp và vừa và nhỏ cơ hội tiếp cận nguồn tài chính và khoa học kỹ thuật từ bên ngoài. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, nhu cầu về trái cây nhiệt đới nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á đang tăng lên ở Trung Quốc do người tiêu dùng nước này ngày càng ưa thích các loại trái cây lạ. Theo một cửa hàng trái cây ở Bắc Kinh, doanh số bán trái cây nhập khẩu đang chiếm từ 35 đến 40% doanh thu của cửa hàng, giá bán cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể của một cửa hàng khác cho biết, giá trái cây nhập khẩu hiện đang tăng ở mức 10%. Ví dụ giá măng cụt năm ngoái là 20 nhân dân tệ, khoảng hơn 3 đô la Mỹ một ký, nhưng bây giờ đã có giá lên đến khoảng 24 đến 26 nhân dân tệ, khoảng hơn 3,7 đến 4,02 đô la Mỹ. Nhu cầu của quốc gia đối với các loại trái cây nhập khẩu chất lượng cao như sầu riêng, thanh long và măng cụt đã tăng cao trong những năm gần đây. Theo số liệu chính thức từ chính phủ, Trung Quốc nhập khẩu 1,65 triệu tấn trái cây từ Thái Lan và 1,29 triệu tấn trái cây từ Việt Nam. Vào năm 2020, các nhà phân tích cho biết nhập khẩu trái cây của nước này dự kiến sẽ tăng hơn nữa, khoảng 10% trong năm nay. Theo một thông tin thú vị khác, vừa qua tại Ulsan, Hàn Quốc, người ta đã chế tạo ra một mẫu nhà vệ sinh có thể sử dụng phân để sản xuất khí sinh học, cung cấp năng lượng cho một tòa nhà. Theo ông Cho Che-kwon, giáo sư kỹ thuật đô thị và môi trường tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan, thiết kế một nhà vệ sinh thân thiện với môi trường. Nhà vệ sinh này được kết nối với một phòng thí nghiệm đã sử dụng phân để sản xuất khí sinh học và cung cấp năng lượng. Nhà vệ sinh BV, một từ ghép của từ ông và tầm nhìn trong tiếng Anh, có sử dụng một máy bơm chân không để đưa phân vào một bể chứa dưới lòng đất, giảm thiểu việc sử dụng nước. Ở đó, vi sinh vật phân hủy chất thải thành khí methane, cung cấp năng lượng cho bếp ga, nồi hơi nước nóng và pin nhiên liệu oxit rắn. Giáo sư cho phát minh ra một loại tiền ảo gọi là Jigun, có nghĩa là mật ong trong tiếng Hàn. Được biết, mỗi người sử dụng nhà vệ sinh thân thiện với môi trường kiếm được 10 jigun một ngày. Sinh viên có thể sử dụng tiền ảo này để mua hàng hóa trong khuôn viên trường, từ cà phê mới pha đến mì ăn liền, trái cây và sách. Có được tiền ảo sau khi đi vệ sinh, các bạn sinh viên có thể chọn sản phẩm mình muốn tại cửa hàng và quét mã QR để thanh toán bằng jigun.
Sau khi đảo Phuket của Thái Lan mở cửa đón khách từ đầu tháng 7, đã có ít nhất 12.000 du khách đăng ký nhập cảnh. Tính đến ngày 10 tháng 7, có một nửa, tức khoảng 6.000 người được chấp nhận. Ông Tini Sankrat, phát ngôn viên Bộ Du lịch Thái Lan cho biết, họ hiểu được sự nồng nhiệt của du khách muốn tới Phuket, nhưng họ không thể thông qua nếu người muốn nhập cảnh không thể xuất trình đầy đủ giấy tờ, cũng như không đáp ứng được các yêu cầu về khai báo lịch sử đi lại. Thái Lan yêu cầu bắt buộc mọi du khách phải ở trong nước của mình 21 ngày trước khi đến. Bảo hiểm sức khỏe trong đó có điều khoản chi trả nếu mắc COVID-19, chứng nhận tiêm vaccine, giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ và chứng minh tài chính đủ khả năng tiêu xài cho những ngày ở trên đảo. Trong số gần 6.000 người được chấp nhận, đã có hơn 2.200 khách đặt chân đến Phuket. Tuy nhiên, có một trường hợp xét nghiệm dương tính với COVID-19. Đây là du khách đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, hiện đã được mang tới bệnh viện để điều trị. Tất cả du khách khác không yêu cầu cách ly, nhưng phải ở lại trên đảo ít nhất 14 ngày trước khi có thể tới các địa điểm khác. Tất cả đều háo hức và có tâm trạng hứng khởi. Các đảo du lịch nổi tiếng khác của Thái Lan như Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao hiện đang quan sát chặt chẽ mọi động thái từ Phuket và cũng đang có kế hoạch mở cửa tương tự. Năm 2020, hai hãng thời trang Hàn Quốc là Top Ten và Esbao đã lần lượt vươn lên vị trí thứ 2 và thứ 3 tại thị trường nội địa nước này, bám sát vị trí số 1 của Uniqlo. Năm 2019, doanh số bán hàng của Uniqlo cao gấp 3 lần Top Ten, nhưng năm 2020, khoảng cách chỉ còn là 30%. Nếu xu hướng này tiếp tục trong năm 2021, Top Ten sẽ xoán ngôi số 1 của hãng thời trang Nhật Bản. Bất chấp COVID-19, năm 2020, Top Ten và Spao đã khai trương hàng loạt các cửa hàng mới trên khắp đất nước. Cụ thể, Top Ten có thêm 115 cửa hàng, nâng tổng số lên thành 425. Spao cũng tăng thêm 18 cửa hàng, lên thành 110 điểm mua sắm. Hai nhãn hiệu này cũng đẩy mạnh bán hàng cả online trên nền tảng Moon Shinsa và offline. Việc Uniqlo giảm doanh thu tại thị trường Hàn Quốc được cho bởi nguyên nhân căng thẳng chính trị giữa Seoul và Tokyo liên quan đến các vấn đề lịch sử và tranh chấp trên biển đảo. Người tiêu dùng Hàn Quốc dù không tẩy chay rầm rộ nhưng cũng giảm bớt sự mua sắm. Năm 2019, Uniqlo có 190 cửa hàng, nhưng cuối năm 2020 chỉ còn 157. Trong mấy tháng đầu năm 2021, họ phải đóng cửa thêm 13 cửa hàng nữa. Nguyên nhân thứ hai là giá cả bình quân của Uniqlo thường cao hơn các nhãn hàng nội địa Hàn Quốc khoảng 10.000 won mỗi sản phẩm. Năm 2020, COVID-19 tàn phá nền kinh tế, khiến người tiêu dùng Hàn Quốc phải thắt lưng buộc bụng và ưu tiên những sản phẩm với giá cả phải chăng. Hãng xe hơi khổng lồ Hyundai của Hàn Quốc vừa ra mắt mẫu xe điện đầu tiên được đặt tên là G80 EV. Mẫu G80 có bộ tản nhiệt tiên tiến, động cơ sử dụng pin 87.2 kW nên không cần phải có hệ thống riêng làm mát động cơ như các dòng xe khác. Khi được sạc pin đầy, xe có thể chạy khoảng 427 km. Tốc độ sạc được xem là vượt trội so với các loại xe điện cùng thế hệ, khi chỉ mất 22 phút có thể đổ đầy 80% pin. Đặc biệt, G80 khiến giới chơi xe mê mẩn khi có thể tăng tốc lên 100 km/h chỉ sau 4.9 giây. Giá ban đầu của G80 khoảng 70.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, họ có thể giảm bớt nếu xe được mua để cho các mục đích phục vụ cộng đồng như trong các bệnh viện hay cơ quan công quyền. Đại diện của Hyundai nói, họ cùng các công ty khác đang nỗ lực để sử dụng năng lượng sạch trong các phương tiện di chuyển. Họ cũng sát cánh cùng chính phủ Hàn Quốc trong cam kết hướng tới không còn khí thải carbon ra môi trường vào năm 2050. Để làm được điều này, Hyundai đã bắt tay cùng 310 công ty khác để liên kết và tìm ra kế hoạch chung. Trong đó có cả những tập đoàn hùng mạnh như SK Group. Chuyển sang những thông tin tiêu dùng trong nước, thưa quý vị. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dù chịu ảnh hưởng nhiều từ đại dịch COVID-19, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 6 tháng đầu năm vẫn tăng mạnh, đạt 24,23 tỷ đô la, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020. Đóng góp vào sự tăng trưởng này có những mặt hàng với kim ngạch xuất khẩu cao, gồm cao su, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn. Riêng hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm, nhưng nhờ giá xuất khẩu tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn đạt 499 triệu đô, tăng 40,5%. Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã thực hiện hàng loạt giải pháp như chỉ đạo thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản với các nước như
Peru, Úc. Trong 6 tháng còn lại của năm 2021, ngành nông nghiệp đề ra nhiệm vụ tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản. Hiện nay, xi măng, gạch ốp lát, kính xây dựng là ba sản phẩm được Bộ Xây dựng xếp vào danh mục báo động đỏ khi đang xảy ra thực trạng cung vượt cầu. Tính đến nay, tổng số dây chuyền xi măng đã đạt tổng công suất sản xuất trên 100 triệu tấn cho một năm, nhưng trong nước chỉ tiêu thụ 62 triệu tấn cho một năm. Số phận của ngành sản xuất kính xây dựng cũng ảm đạm không kém khi sản lượng dư thừa khoảng 80 triệu mét vuông. Tương tự ở lĩnh vực gạch ốp lát, tính đến hết năm 2020 chỉ sản xuất 560 triệu mét vuông và tiêu thụ chỉ 465 triệu mét vuông. Không chỉ vậy, ngành gạch ốp lát còn đang gặp khó ngay trên sân nhà khi hàng ngoại đổ bộ ào ạt nhưng không được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, giá cả. Do đó, theo nhiều chuyên gia, các bộ ngành cần xem xét kỹ lưỡng khi tiếp tục cấp phép đầu tư những dự án sản xuất ba loại vật liệu này. Đối với thị trường trong nước, việc đầu tư phát triển vật liệu xây dựng phải được thực hiện nghiêm. Sau quyết định chính thức về việc thực hiện giãn cách xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, đã có rất đông người dân đổ xô đến các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố để mua lương thực tích trữ, khiến nhiều mặt hàng bị đẩy giá lên gấp 3 lần so với những ngày trước đó. Lý giải cho việc tăng giá này, nhiều tiểu thương có cùng câu trả lời do chợ đầu mối đóng cửa, hàng về khan hiếm, quá trình vận chuyển thịt cá tươi sống trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Do đó, dù giá bị đẩy lên cao nhưng vẫn cháy hàng. Cùng với đó, nhiều chợ truyền thống đóng cửa cũng là lúc các xe bán rau quả dạo tranh thủ đôn giá. Cụ thể, giá rau cải xanh hiện ở mức 30-40 ngàn đồng một ký, tăng gần 20 ngàn đồng một ký so với thời điểm một tuần trước đó. Dưa leo lên 4.000 đồng một ký, rau mồng tơi 35.000 đồng một ký, xà lách 60.000 đồng một ký, bắp cải tăng vọt lên 40.000 đồng một ký, khổ qua 50.000 đồng một ký. Thời điểm hiện tại, các nhà vườn tại vùng chuyên canh rau củ quả như Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng vẫn đang nỗ lực sản xuất duy trì ổn định nguồn cung cấp thực phẩm cho các vùng miền, nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Theo Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, hiện mỗi ngày vẫn duy trì ổn định khoảng 4 tấn rau củ quả các loại từ Lâm Đồng đưa đi tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Công tác thu hoạch, đóng gói và vận chuyển tại các nhà vườn đang rất khẩn trương nhằm kịp thời đảm bảo tiến độ. Đồng thời, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các đơn vị trong tỉnh hướng dẫn người dân chủ động, thống nhất với thương nhân tại các chợ đầu mối ưu tiên điều phối trực tuyến, giao nhận tận nơi để đảm bảo an toàn cho đôi bên. Theo ước tính, từ nay cho đến cuối năm 2021, tỉnh Bình Thuận sẽ có khoảng gần 440 tấn thanh long cần được tiêu thụ. Thời điểm hiện tại đang vào mùa thu hoạch chính, dự kiến sản lượng thu hoạch từ nay cho đến cuối năm 2021 là 437 tấn. Trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ, kết nối thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt là trái thanh long. Theo thống kê, tỉnh Bình Thuận đang là địa phương có diện tích thanh long lớn nhất cả nước với trên 33.700 ha, hàng năm sản lượng đạt khoảng 700 tấn. Để chủ động ứng phó với mọi tình huống, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã xây dựng kịch bản về tiêu thụ thanh long cũng như một số mặt hàng nông sản khác. Mục tiêu đặt ra là phải tiêu thụ hết sản lượng thanh long với mức giá hợp lý. Để thực hiện được điều này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh xuất khẩu thanh long cả chính ngạch và tiểu ngạch, thúc đẩy tiêu thụ thanh long tại thị trường trong nước và đẩy mạnh tiêu thụ trên nền tảng số thương mại điện tử. Vừa qua, Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết vừa phát hiện điểm tập kết số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nhãn mác nước ngoài nằm giáp quốc lộ 91. Trước đó, ngày 8 tháng 7, tổ công tác thuộc đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã An Hòa tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn. Khi đến quốc lộ 91, đoàn thuộc ấp tổ 33 ấp Bình An 1 xã An Hòa thì phát hiện nhiều thùng giấy có biểu hiện nghi vấn hàng hóa nhập lậu. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 600 chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn mác nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, không ai thừa nhận là chủ sở hữu thuốc bảo vệ thực vật trên. Chiều cùng ngày, Công an huyện Châu Thành đã ban giao toàn bộ số thuốc bảo vệ thực vật trên cho đội quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định. Trước đó, cũng tại khu vực thuộc ấp Bình An 1, xã An Hòa, Công an huyện Châu Thành đã phát hiện 1.600 chai và 60 can thuốc bảo vệ thực vật nhãn mác nước ngoài vô chủ để cập trên quốc lộ 91.
Thưa quý vị, vài ngày qua, sự lo lắng về hàng hóa tiêu dùng đã xuất hiện nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh khi cả ba chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn vốn cung cấp 70% sản lượng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho thành phố đều đã đóng cửa vì liên quan đến Covid-19. Để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thiết yếu và duy trì việc phân phối hàng tới tay người dân, ngành công thương thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều phương án được điều chỉnh linh hoạt với tình hình dịch bệnh hiện nay. Từ khi chợ đầu mối Hóc Môn, chợ thịt heo lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh tạm đóng cửa vì dịch, giá thịt heo ở một số chợ lẻ đã tăng 10 đến 25% so với trước. Theo các tiểu thương, giá thịt tăng do chi phí để đưa thịt về chợ đã tăng đáng kể. Từ chi phí cho nhiều trung gian cung cấp hàng đến việc phải có xét nghiệm âm tính mới được vào lò mổ hay vận chuyển xa hơn. Chợ Hóc Môn đầu mối là bị dịch đã nghỉ rồi, bây giờ mình lên trên Củ Chi lên lò lấy. Vận chuyển xa hơn là tiền một con heo phải lên mấy trăm ngàn thì phải lên chút đỉnh rồi thông cảm ăn đỡ. Chợ đầu mối Hóc Môn cung ứng một nửa lượng thịt heo cho thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi đêm chợ phân phối cho khoảng 4.000 đến 5.000 con heo. Các chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức và Bình Điền đóng cửa, các thương lái đưa hàng đi khắp nơi, vừa chủ động bán hàng qua điện thoại, giao trực tiếp tới khách mua hàng. Giao hàng trực tiếp tại cái lò giết mổ, tổng cái lượng heo giết mổ bình quân một ngày của các cái lò trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì nó đạt 1.800 đến 1.900 con heo. Về cái giá giết mổ, cái giá thịt bán tại các lò giết mổ nó dao động khoảng từ 85 đến 95 ngàn một ký thịt heo mặt. Như vậy có thể kết luận là giá thịt heo là không có tăng. Các doanh nghiệp giết mổ phân phối thịt heo chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tăng gấp đôi sản lượng thịt cung ứng ra thị trường để lấp vào phần thiếu hụt từ chợ đầu mối Hóc Môn. Trong khi các trang trại heo ở các tỉnh đã ký kết với doanh nghiệp thành phố cũng đảm bảo nguồn cung thịt heo ổn định. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu để liên kết với các trang trại và có đủ hàng hóa để cung ứng cho người dân thành phố, không hề thiếu cái thịt lợn. Mỗi ngày bình thường chúng tôi cung ứng ra thị trường khoảng 50 tấn, thì đến thời điểm này sản lượng nó lên khoảng 100 đến 120 tấn một ngày. Chúng tôi cung ứng đủ cho các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố hiện nay. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thực tế nhu cầu sử dụng thịt heo của người dân không tăng trong hơn một tháng qua. Từ khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, sức mua sản phẩm thịt tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi tăng mạnh trong những ngày qua là do trên 100 chợ bị đóng cửa. Thành phố đã cho mở cửa trở lại nhiều chợ sau khi đảm bảo an toàn phòng dịch và việc cung ứng hàng cho chợ, siêu thị, trong đó có nguồn cung hàng thịt heo vẫn luôn được đảm bảo. Vừa qua, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã đột xuất kiểm tra cơ sở kinh doanh tại huyện Thạch Thất, Hà Nội và thu giữ gần 3 tấn hàng hóa thực phẩm chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện khoảng 2,8 kg các loại thịt sườn bò, trâu, lợn đông lạnh, chân gà, đùi gà đông lạnh. Chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, mua sắm online đã không còn xa lạ gì đối với mỗi người tiêu dùng Việt Nam, nhất là khi chúng ta đã phải trải qua 3 mùa dịch khiến cho thói quen tiêu dùng thay đổi đi ít nhiều. Và trong giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 để kiểm soát dịch Covid-19, người tiêu dùng có thể linh hoạt lựa chọn nhiều nền tảng mua hộ với đội ngũ shipper đông đảo để được cung cấp thực phẩm, đồ dùng thiết yếu. Vậy thì chúng ta có tất cả là bao nhiêu nhóm hàng? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, trên tay Tường Vy đang cầm một túi hàng được đặt từ ứng dụng Bách Hóa Xanh. Biết là hôm nay quay hình cho nên là Tường Vy đã đặt cái gói hàng này từ chiều hôm qua. Thông thường thì đặt hàng trên các ứng dụng hoặc là những cái trang web được phát triển từ các siêu thị thì thường mất từ 1 đến 4 ngày. Và đây là cách mua hàng nằm trong nhóm mua hộ thứ 3. Và có tất cả bao nhiêu nhóm mua hàng và cách thức vận hành của nó như thế nào thì hãy cùng Tường Vy tìm hiểu ngay sau đây. Nhóm nền tảng mua hộ đầu tiên là các sàn thương mại điện tử, một vài cái tên thông dụng đó là Tiki, Shopee, Lazada, Sen Đỏ. Dù xuất phát điểm của các sàn thương mại điện tử này chỉ chuyên bán các sản phẩm gia dụng, điện tử, hàng thiết yếu, sách, tuy nhiên gần đây, tất cả các sàn đều cung cấp thêm nhiều loại trái cây, thực phẩm tươi sống như rau, củ, thịt, cá, trứng, v.v. Chỉ cần cài đặt ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập vào website, tiêu dùng có thể mua sắm nhanh chóng và thanh toán qua ví điện tử, thẻ Visa hoặc trả sau khi nhận hàng.
Ngay từ sáng ngày 8 tháng 7, sau khi có quyết định chính thức, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chỉ thị 16 từ ngày 9 tháng 7. Sen Đỏ lập tức mở chương trình đi chợ tại nhà. Đại diện của nền tảng này cho biết đã kết nối trực tiếp với các hợp tác xã nuôi trồng tại các địa phương lân cận để có nguồn hàng, từ đó đảm bảo nguồn cung ứng được hàng trăm tấn thực phẩm tươi sống cho thành phố Hồ Chí Minh mà không cần thông qua các chợ đầu mối. Nhóm nền tảng mua hộ thứ hai là các siêu ứng dụng cung cấp dịch vụ đa dạng, ví dụ Grab có dịch vụ GrabMart kết hợp với một số chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm và chợ truyền thống để cung cấp dịch vụ đi chợ hộ cho người dân một cách hiệu quả nhờ lực lượng shipper sẵn có. Tương tự, Now vốn là ứng dụng nổi tiếng với các dịch vụ giao đồ ăn, đồ uống, song từ nhiều năm nay, nền tảng này cũng đã cung cấp dịch vụ đi chợ hộ. Với dịch vụ Now Fresh, thực phẩm, Now kết nối với khá nhiều chuỗi siêu thị, cửa hàng lớn như A&N, Dixi, Farmer Market, Vinamilk, Family Mart, King Fruit, Vua Trái Cây, Hải Sản Hoàng Gia, Home Farm, K-Market, Vinamic Organic để cung cấp nguồn thực phẩm đa dạng cho khách hàng. Và nền tảng thứ ba đó là mua hàng online từ các siêu thị như là Co-op Mart, Dixi, Bách Hóa Xanh và các website của các siêu thị. Tuy nhiên, do vài ngày qua, người dân tăng cường mua hàng để tích trữ nên không tránh khỏi hệ thống bị quá tải và giao hàng chậm. Dù mua hàng ở trên nền tảng nào, quý vị cũng nên bình tĩnh lựa chọn kênh mua sắm phù hợp với nhu cầu, chỉ mua số lượng vừa đủ, không nhất thiết phải tích trữ quá nhiều, gây quá tải lên các hệ thống và khiến cho người khác bị thiếu hụt hàng hóa để mua. Trong số xem gì share gì ở kỳ trước, tiêu dùng thông minh đã mang đến món ăn ngon được chế biến từ đầu bếp cừ khô là chồn. Và trong số này, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục mang đến cho quý vị một món ăn của đầu bếp mèo trứ danh trên TikTok với tài khoản là Kitty God, đó là dưa hấu mix. Đầu tiên là bổ đôi quả dưa hấu, lấy hết ruột ra, sau đó lấy đi xay để cho ra một ly nước ép mát lạnh. Tiếp theo là bỏ một ít trái cây mà mình yêu thích vào khuôn làm đá. Chọn khuôn gì thì tùy thích, nhưng mà Xuân Ngọc nghĩ rằng là chọn khuôn tròn thì sẽ cho ra thành phẩm đáng yêu nhất. Sau đó là đổ trà vào khuôn và cho vào ngăn đá. Sau cùng thì chúng ta sẽ lấy trái cây vừa bỏ vào ngăn đá ra, bỏ thêm vỏ dưa hấu, thêm ít đá, trái cây tươi, hạt sago, nước soda và nước ép dưa hấu. Lúc này chúng ta đã có được một món tráng miệng làm từ dưa hấu thơm ngon mát lạnh cho ngày hè. Một chút biến tấu từ dưa hấu, vậy là chúng ta đã có thêm một món ngon tráng miệng mát lạnh cho ngày hè. Nếu có thời gian, quý vị hãy bắt tay vào thử ngay nhé. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tiêu dùng thông minh ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng tiêu dùng thông minh ở những kỳ phát sóng tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.